Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ biểu diễn cho các bạn xem một trích về bài. Trích này có tên là bài tìm bạn. Mời các bạn cùng xem. Ở đây mình có một bộ bài. Thì mình sẽ chạy bài như thế này. Khán giả kêu ngưng bất kỳ chỗ nào. Ví dụ như ngưng. Dạ, kêu ngừng ở đây. Ok, thì mình sẽ cắt phần này ra. Lật 4 lá đầu tiên lên. Phần còn lại mình chia ra 4 tù. Như vậy. Rồi, thì bốn lá này là khán giả kêu ngưng bất kỳ. Bây giờ mình tiếp tục sẽ mình sẽ chia xuống như vậy. Khán giả kêu ngưng bất kỳ chỗ nào mình sẽ ngưng chỗ đó. Ví dụ như ngưng ở đây. Mình sẽ đặt lá này lên. Đây. Ngưng. Đặt lá 5 lên. Ngưng. Đặt lá 9 lên. Ngưng. Đặt lá già lên như vậy. Thì mình sẽ gom bài lại. Như vậy. Thì hiện tại trong bộ bài của chúng ta đang có 4 lá ngửa lên, ách, 5, 9 và già. Thì như lúc đầu mình nói đây là trích lá bài tìm bạn. Thì mình sẽ lấy cái lá nằm úp ngay trước nó. Đây. Con ách 5 9 và già. Thì nó đã tìm được bạn của nó. Cảm ơn các bạn.